Dịch COVID-19 vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp và lan rộng ở nhiều nước đã ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất kinh doanh của nhiều doanh nghiệp. Trước tình hình trên, tại cuộc họp với các đơn vị chủ chốt của Bộ Công Thương, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh đã yêu cầu các đơn vị phải làm tốt công tác dự báo tình hình để từ đó đưa ra các giải pháp ứng phó phù hợp, giảm thiểu tối đa những tác động tiêu cực của dịch bệnh. Báo cáo của Cục Công nghiệp cho thấy hiện vướng mắc lớn nhất đối với ngành sản xuất Việt Nam là nguồn cung nguyên phụ liệu, linh kiện đầu vào. Riêng đối với ngành công nghiệp chế biến chế tạo của Việt Nam, hiện phụ thuộc rất lớn vào các nguồn cung cấp nguyên phụ liệu, linh kiện đầu vào nhập khẩu từ Trung Quốc và các quốc gia khác như Hàn Quốc, Nhật Bản đang chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh để phục vụ sản xuất. Một trong số những ngành chịu ảnh hưởng nhiều nhất là ngành điện, điện tử. Hiện nay các doanh nghiệp điện tử chỉ còn đủ linh phụ kiện phục vụ cho sản xuất đến giữa hoặc cuối tháng 3 năm 2020. Cùng với đó, tác động của dịch COVID-19 còn thể hiện ở vướng mắc nguồn lao động, khó khăn về tài chính và thị trường tiêu thụ. Số liệu đưa ra tại buổi làm việc cho thấy tác động của dịch COVID-19 đến sản xuất công nghiệp của Việt Nam đã trở nên rõ ràng. Qua 2 tháng, chỉ số sản xuất công nghiệp chỉ tăng 6,2%, nhóm công nghiệp chế tạo chỉ tăng 7,4%. Đặc biệt, tổng mức bán lẻ chỉ tăng 8,3%, thấp nhất so với cùng kỳ tính từ năm 2014 trở lại đây. Trước các khó khăn trên, Cục Công nghiệp đã trực tiếp làm việc với các hiệp hội, ngành hàng và doanh nghiệp lớn trong các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo để đánh giá và tìm hiểu thực tế những khó khăn vướng mắc, từ đó tổng hợp báo cáo Bộ Công Thương và Chính phủ. Sau khi nghe ý kiến của các vụ chức năng và các ý kiến của các Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải và Cao Quốc Hưng, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh chỉ rõ hiện nhiều hàng hóa và sản phẩm của các quốc gia đã gắn bó chặt chẽ trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Chính vì vậy, khi dịch bệnh lan rộng, tính tương tác phụ thuộc giữa các nền kinh tế cũng bộc lộ một cách rõ rệt. Bộ trưởng yêu cầu phải làm tốt công tác phân tích, dự báo, đồng thời xây dựng các đối sách để ứng phó kịp thời và hiệu quả. Cái câu chuyện mà tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp bằng những cái điều kiện hỗ trợ về tín dụng, về các cái khoản vay, về giãn thuế hoặc là miễn thuế, vân vân, thì các điều kiện đấy là rất phù hợp và cũng rất là, nhưng mà vấn đề là phải ở mức độ nào, thời điểm nào, quy mô ra làm sao và đối tượng là những cái người nào được thụ hưởng. Cái đấy chúng ta phải làm rất rõ. Tôi đề nghị là chúng ta phải có tổng thể, ngoài các cái kịch bản thì các cái giải pháp cũng phải có những cái tổng thể, kể cả công tác về phát triển thị trường và những cái biện pháp khác, kể cả tiếp tục thúc đẩy cái cắt giảm thủ tục hành chính và cái cải thiện cái môi trường của đầu tư kinh doanh của chúng ta cũng là yêu cầu. Hoặc là cái phương án như anh Hải nói về cách tiếp tục là cắt giảm các chi phí và tiết kiệm trong cái hoạt động của cả sản xuất và lưu thông. Tôi cho rằng đây là cái tổng thể mà chúng ta rất cần phải có rà soát và đánh giá và đảm bảo cái yêu cầu chung. Rằng là trong cái tháng 2 và tháng 3 này thì chúng ta cũng sẽ tiếp tục tập trung bám sát vào cái chỉ đạo thường xuyên được cập nhật của Chính phủ, của Thủ tướng Chính phủ và của Ban chỉ đạo của Chính phủ về phòng chống dịch bệnh. Và quan điểm là phải thực hiện nghiêm các cái chỉ đạo của Chính phủ về cái phòng chống dịch bệnh. Và đồng thời là cập nhật kịp thời những cái diễn biến để từ đó chúng ta sẽ có cái điều hành linh hoạt. Và để phục vụ cho cái điều hành linh hoạt này thì chúng ta phải hoàn thành sớm cái báo cáo tổng hợp để gửi cho Thủ tướng và đề xuất về các phương án cụ thể. Bộ trưởng Trần Tuấn Anh cũng cho biết, sắp tới trên cơ sở các buổi làm việc với các hiệp hội ngành hàng, Bộ Công Thương sẽ tổ chức một hội nghị quy mô với các doanh nghiệp để tháo gỡ những khó khăn, đồng thời nhấn mạnh tinh thần là không trầm trọng hóa vấn đề, song vẫn phải chủ động. Đặc biệt, Bộ trưởng lưu ý cần tiếp tục chấp hành nghiêm sự chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.